Mày nghe gì cho xí? Cái này đơn giản cái gì, bây giờ có 10.000 kim cương, anh thiếu gì đâu em ơi, thật với em chứ. Bây giờ anh tặng cho em 20.000 kim cương còn được, chứ 10.000, anh nói thật 10.000 không bỏ xỉa răng em ạ. Ồ, cho nghỉ mẹ một. Em công nhận mình thiếu. Tay yêu anh sẩy quá trời. Anh tặng cho em 40.000 kim cương luôn đấy. Có thật quá không dạ? Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sốc Ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốcsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Alo, sao em tôi? Dạ, kim cương đi, kiểu như là anh nổ, anh cho nó em nhiều kim cương các kiểu để lừa kim cương ha. Anh em mình chia đôi. Coi đầu môi đấy á. Thế á. Anh em mình chia đôi. Em 70, anh 30. Quên. Em 70 được không? Được vãi em ơi. Bây giờ thế ngặt bao nhiêu kim cương? Thì kiểu anh nổ lên anh cho nhiều kim cương hơn. Nếu mà nó thích thì nó cho nhiều hơn. Boy nói đâu thì kiểu mày là người yêu cũ mày vào đây làm gì? Ố mình thích. Kệ nó. Anh kiểu nổi đi nha. Sao? Anh 30 em 70 được không? Được. Tao thích thì tao vào đây ấy, làm sao nào? Mày ý kiến gì? Cho bố mày cái địa chỉ. Trời, tặng em nhiều kim cương anh đó anh bời. Anh tặng em. Anh trời. Anh tên là Si đúng không? Mày có tiền để tặng người ta 100.000 kim cương không? À dạ. Ôi trời, bình thường tặng kim cương thiếu gì? Anh đã tặng cho em 100.000 đâu. Ok luôn. Đọc ID để từ đây xem ID bắn thẳng cho 100.000 kim cương luôn. Cái thằng coi đầu moi này hôm nay nó thách anh kìa. Ôi ôi. Thế bạn không biết mình công tử bao nhiêu rồi bạn ơi. Lớn rồi, bốc phét hết thôi. Tiền đây, anh bảo em kích mẹ thằng coi. Cái thằng mặc cái áo bóng đá kêu nhiều tiền đòi đâu ra em. Tao nghe nó miêu. Mày đợi tao đi. Ok. Bố mẹ ở đây, bố mày đợi mày đi. À thế à, làm sao? Không sao, mày làm gì? Thằng đầu cắt ngoi. Gì ấy? Đéo biết, thầy nó bảo là nó ra nó tặng kim cương cho em ấy. Tặng thật à? Thật à? Mày đồ tặng thật. Nói sao lộn anh hết. Nó chưa tặng cho em 100.000 kim cương đâu. Nó kêu gì nào gặp nó ngoài đời nó mới tặng. Mày được nữa không hả? Biết đéo đâu được nữa. Thật sao em? Biết đéo được đúng tặng sao? Nó bảo ra ngoài tặng kim cương cho em mà. Bị lừa. Một vòng nào kêu bây giờ là thằng quay xin ba. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Em 70, anh 30, chịu không? Ok, anh nick gần full đổ, anh có thiếu cái gì đâu. Mời thằng quay vào. Đồ đẹp dữ vậy. Mày tưởng mày có đồ đấy à? Tao nói cho biết cho tao full đồ luôn nhá. Thế bạn này, bạn có thích làm chủ tịch thử lòng không? Này. Ôi, tiên ơi. Đấm nhau không? Em cho đấm nhau. Em cũ, người cũ của em vào đây, em lại bảo là bố của em để em lừa. Thế bạn bị lừa rồi. Anh đã cho em 100k kim cương đâu. Anh đòi gặp em xong anh mới cho. Đấm nhau không? Đấm nhau không? Đấm nhau không? Tiên ơi, em nhìn này, anh có súng AK rồng này em ơi, nhìn này. Đây cũng có AK rồng nhá. AK, thấy không? AK rồng bay luôn, thấy không? Nó như thế này cơ mà. Tiếp sao bây giờ bạn ý kiến gì mình? Bạn ý kiến gì? Anh tặng em 10.000 kim cương. Em làm người yêu anh nhá. Có cái gì con bà mày. 10.000 kim cương. Thì 10.000 kim cương thì cũng được thôi. Ai tặng nhiều kim cương thì yêu người đó. Mày nghe gì cho xí? Cái này đơn giản cái gì? Bây giờ có 10.000 kim cương, anh thiếu gì đâu em ơi, thật với em chứ.
Bây giờ anh tặng cho em 20.000 kim cương còn được, 10.000. Anh nói thật 10.000 không bỏ xỉa răng em ạ. Ồ, cho nghỉ mẹ một. Em công nhận mình thiếu. Cái yêu anh sợ quá trời. Anh tặng cho em 40.000 kim cương luôn đấy. Có thảo quá không dạ? Nói nhiều dạ có thiệt không dạ anh? Chứ em thấy à, thì bạn ơi, bạn cứ tặng được đi để bạn đã nói nào. Hay bạn lại mồm điêu, bạn lại bốc phét. Ngoài điêu nhá. Con ơi. Như mấy cái thằng sĩ sủng, linh tinh. Con ơi anh. Ôi giời, bố mẹ mình sinh ra mình sĩ là để mình sĩ sớn, bạn hiểu không? Chú mày chết ư? Cứu, đừng. Sao đối xử với người ta như thế? Mày này. Này xin lỗi, tôi không phải trò đùa của các người hiểu không? Cái súng này em bắn cho anh. Em ơi. À thế à? Bắn hay quá nhở? Khá quá nhở? Ôi bắn hay quá nhở, khá quá nhở. Ừ, thôi nãy là mình chỉ đang gọi là mình đang thử lòng thôi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Anh hiểu không? Mình chỉ đang thử lòng thôi. Thế là có tặng được 40.000 kim cương không? Tặng đi rồi nói nè. Tao đầy tiền. Mày nhà mày to nhỉ? Mày oai nhỉ? Vàng bạc nhà tao hơi nhiều. Thôi rồi, mẹ mày vàng bạc mày nhiều nhỉ? Vàng bạc mày to nhỉ? Không thiếu vàng bạc. Mày hiểu không? Nhiều. Ui dồi ôi, tiền anh phi đô la. Các em gái tuổi trên 30 luôn. Mồm mày to nhỉ? Tin này, cái tiền này. Dạ. Anh hỏi em nha. Dạ. Thế em bây giờ em tên là Tiên hay là em tên là Linh? Em thiệt là Tiên. Thế sao em bảo tên Linh? Chứng tỏ là em muốn anh gọi yêu em nên là cho anh tên là Tiên đúng không? Em ạ, à, thật ra em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. Không đâu, là anh sĩ hay gọi là Tiên, anh gọi là Linh. Chứ em không có, em không biết tên thật của em là gì nữa. Thiệt mẹ rồi ông ơi. Tôi thấy sai sai nào ấy ông Poi ạ. Sao? Tôi thấy sai sai nào ấy. À, hay là con bé Tiên này là nó dùng nhiều tên để đi lừa nhiều người anh em như anh em mình. Đúng. Bạn Poi ạ. Ôi, đây không anh em gì với ông nhá. Ơi. Thôi. Ai làm như thế? Em thấy chưa hả hả hả? Hả Linh. Đấy. Đấy. Sợ yêu quá. Cho nhiều nhiều cơm cơm lại yêu mẹ rồi. Buồn ngủ quá. Thôi chắc em nghỉ sớm quá để cho Thôi, ai làm như thế? Gió mùa thu anh du em ngủ. Đông đến rồi thì em ngủ với anh. Được không? Ôi ôm anh cho ẩm em ơi. Này, thằng kia mẹ nói cho ẩn thôi. Làm sao? Làm sao? Ai, bố thích ai em là sao? Ai là du em ngủ? Mẹ nói gì đấy? Hả? Sĩ là sĩ du bé Tiên ngủ đúng không bé Tiên? Nhở? Đúng rồi, tối nay em cũng ngủ sĩ mà. Oh! Yêu luôn em ạ. Úi dồi ôi, bạn Poi ơi, bạn thấy gì chưa? Thế mà em bảo là anh tặng em 40.000 kim cương. Em yêu anh. Thì bây giờ bạn cứ tặng đi. Bạn cứ tặng đâu mà bạn. Thằng kia mày ngủ nè. Mồm mày to nhỉ. Mày nói ai nhỉ? Sinh ra cái miệng này để nói chuyện chứ bạn lại cấm tôi quyền tự do ngôn luận là tôi đau đầu với bạn quá. Bạn Mày có tiền mà mày nói chơi với tao. Thế tôi chơi bạn làm gì? Tôi chơi bé Tiên ý. Tôi chơi bạn chơi làm gì? Hai thằng đàn ông chơi nhau, tao... nít nhau rồi. Em bị gay con mẹ nó rồi. Tao đùa tôi. Tao tặng Linh yêu của tao mấy chục nghìn kim cương mày. Linh, à quên. Bé Tiên bảo nó tặng chưa em? Nó tặng em chưa? Mấy hôm nữa bé Tiên rồi. Này, thế cô làm cái bát họ không? Đây cho bát kia bốc cái bát họ này, làm bát họ không? Ý tao thiếu tiền.
không thiếu tiền mà còn phải mấy hôm kìa. À đây cho bác cái bốc họ này. À quên, bác bốc bắt họ này. Ơ nhưng mà từ này, nói đầu nhá. Thế này, thế này, em đang ở đâu ấy? Em đang đi đâu ấy? Alo. Thiên ơi. Hai ơi, chắc em ngủ sớm quá. Ngủ gì tầm này em ơi. Vẫn còn sớm chán. Tí nữa anh đưa em đi Hồ Tây nhá. Ok anh. Ừ, biết ừ. Sài Gòn Tây nên anh chở em ơi. Điều. Bây giờ Tiên ơi, anh hỏi em câu cuối nhá, là em chọn anh là cái đầu thằng vuốt keo này hay là em chọn cái thằng đầu cắt moi? Cái đầu thằng nào cũng được, miễn có kim cương là được. Hiểu mà. Thôi, 40.000 kim cương của bạn to nhỉ. Ui sợ quá, em ui sợ quá, sợ quá, sợ quá. Có tiền không? Có. Ôi. Nhưng mà để in đã, khổ lắm, nhà mình phải in bạn ạ. Được kêu đi anh. In đi. Anh ơi, cái bác chắc của em nhỉ. Anh có kêu anh. Bạn ơi, bạn ra đây ngồi với tôi bạn thì còn hay mấy máu thì bạn chơi làm gì. Trời ơi, mày nghĩ tao cùi như mày hả? Hai tôi áp lực quá. Em ơi đừng áp lực em ơi, có anh đây. Ôi giời ơi anh... Ôi giời ơi, dẻo mỏ nhờ. Ôi dẻo mỏ nhờ. Em đừng nghe thằng Poi, nó chỉ điêu hoa, nó bốc phét thôi em ạ. Em đừng nghe nó làm cái gì. Nghe tên Poi đầu cắt moi à, anh cũng thấy nó kiểu nó sida của em ạ. Ui, sida mà thằng nào chết trước à? Người ta bảo người ta thử lòng thôi là... Ông ấy nói thế, người ta thử lòng thôi. Ông... Để tôi chết trước rồi tôi xem là hai người làm cái gì ở đây. Ông hiểu không? À, anh đây! Anh lên đây! Anh cứu em! Anh cứu em đi. Ok, cứu em rồi. Có giá rồi. Sợ ví dụ kiểu kim cương cao quá nó đéo tặng thì sao em? 40k kim cương đòi đéo gì nữa, anh em mình chia đôi. À, mà thôi, cứ theo như ban đầu đi, em 73 đi, thế thôi, em làm như đôn giá em lên. Anh phải đồn giá lên, ví dụ nó đồn 40 anh đồn 50 cho nó nhiều chứ. Em gửi tiền đây, anh đồn cho khổ vãi cả lìn ra đồn. Tiền một xu còn đéo có. Mày mới thề tiền một xu còn đéo có. Tối đi ăn xôi em ạ, à, còn nếu cơm để ăn. Em nghĩ nha, em nghĩ nha. Yeah, bye bye.